Dạ vâng, xin mến chào tất cả các bác nhé. Và với Phạm Quyết Audio, thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam thì là một trong những kênh chuyên kết ghép âm thanh karaoke gia đình. Và vừa qua thì cũng có rất nhiều bác gọi điện đến để hỏi về tất cả những dòng sản phẩm của hãng TJ Autotech và được phản hồi rất tốt về chất lượng của thương hiệu TJ Autotech. Và hôm nay cũng rất là hân hoan được chào đón với một bác khách là bác Hiếu, có số điện thoại là 0966 606 499, bản Suối Nư, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Thì bác Hiếu thì là một trong những khách hàng là quen thuộc, bác đã ủng hộ cho trung tâm là hai cấu hình combo của TJ Autotech rồi. Và bây giờ thì bác lấy hộ người bạn đấy của bác là một em mic với thương hiệu TJ Acoustic hàng chính hãng và dòng sản phẩm mới nguyên hộp đấy, sản phẩm M12 Pro các bác nhé, M12 Pro. Thì sáng mai là trung tâm sẽ gửi theo đường bưu điện để đến tận nhà của bác để bác chuyển cho người bạn của bác, với một trong những em đầu mic không dây thương hiệu TJ Autotech, mã là 12 Pro các bác nhé, 12 Pro đấy, tay nắm màu én bạc, dòng này vào nói đưa ra những lời hát rất nhẹ và bay đấy, rất xịn sò các bác nhé, đấy, rất xịn sò đấy. Và hai cần anten bắt sóng thì cực khỏe rồi. Và cũng trước khi mà gửi hàng cho khách hàng của bên Phạm Quyết Audio thì trung tâm sẽ test sản phẩm kỹ lưỡng. Sau một năm kìm nén, đây là tai hay không? Mới chuyển tích lũy 800 nghìn. Dạ vâng, test các sản phẩm kỹ lưỡng và cũng như là trung tâm sẽ gửi đóng gói cẩn thận để gửi theo đường bưu điện cho khách hàng. Và với sản phẩm mới nguyên hộp các bác nhé của TJ Acoustic, xin nhắc lại là bảo hành 1 năm, nỗi đổi mới trong vòng 3 tháng đầu. Và bác có lấy cho nhà mình thêm một bộ sạc đấy, một bộ pin sạc đấy, đây là pin các bác nhé, pin đấy, pin dòng pin thì nó rất nhiều loại loại pin, nhưng mà đây là những dòng pin hàng xịn đấy, hàng rất tốt, hàng công ty. Và các bác này là 4 quả cộng với một cục sạc, đây dây sạc, cục sạc 4 quả này thì các bác hết lại sạc, hết lại sạc các bác nhé, sạc được nhiều lần đấy. Các bác có thể dùng cho vào mic để các bác hát karaoke, ngoài mic ra thì các bác có thể cho vào những cái máy đo huyết áp đấy, cũng đều là ok đấy, vân vân. Và trung tâm thì trước khi gửi hàng thì cũng làm video để hướng dẫn các bác là cách sử dụng làm sao cho nó tối ưu. Khi các bác cho pin vào các bác nhé, cho pin vào thì các bác hát đấy, các bác hát thì các bác bấm và giữ đây một tí này, giữ tí này đấy, khi nó nổi màn hình lên đấy, thì bác buông tay ra nhá đấy. Thì các bác để ý nhìn này, ở trong này nó có một cái cột là cột báo tín hiệu của pin đấy, ba ba cột thì có nghĩa là đầy, và trong này nó có chế độ đấy, đồng hồ báo CH150. Thì ở đây các bác nhé, thì ở đây nó có chữ này đấy, 150 đấy, thì có nghĩa là kênh bên này. Lưu ý là không nên để cho trẻ em các bác ấn linh tinh vào những cái nút này, nó làm sai tần số đi, thì nó cũng không sao đâu, nhưng mà có thể là các bác sai tần số thì lúc đó các bác lại gọi đến đến trung tâm đấy, để làm mất thời gian của các bác thôi. Chứ còn trung tâm thì lúc nào cũng tư vấn cũng như là
qua Zalo hình ảnh thì bắt lại tần số thì nó cũng rất đơn giản. Đấy, thì nhưng mà các bác sử dụng thì lên có nghĩa là cẩn thận, chứ nó cũng không có ảnh hưởng gì các bác nhé. Đấy, ở dòng này thì là luôn luôn là điện 220 rồi, các bác cắm thoải mái. Công tắc bật nguồn này, đấy, đây là đồng hồ là kênh A và kênh B. Kính A là một mic và kính B là một mic riêng biệt. Đấy, bên này là thương hiệu TG Acoustic các bác nhá. Đấy, sản phẩm bên TG bên chúng em thì luôn luôn là có tem xác thực hàng chính hãng. Đấy, check code các bác nhá. Đấy, check code đàng hoàng. Cho nên các bác sử dụng thì quá an tâm rồi. Đấy, bên Phạm Quyết Audio là một trong những đại lý thương hiệu chính hãng của TG Acoustic. Và với hai dòng sản phẩm này thì là một đầu mic không dây này của mã M12 Pro và cộng thêm là một bộ pin sạc trị giá là 3.500.000 đồng, bao ship toàn quốc cho các bác nhé. Đấy, dòng mới nguyên hộp, hàng chính hãng của công ty TG Acoustic. Đấy, và ở trung tâm sẽ alo thử để các bác nghe được tiếng mic các bác nhé. Đấy, đi sau bề. Một hai sáu bề. Đấy, tiếng nó rất ấm các bác nhé, rất ấm mà nghe rất là hay. Đấy, rất phù hợp với không tất cả những giọng ca nam nữ, nó rước lời. Đấy, rất hay. Một hay. Đấy, tiếng nó cực sáng luôn các bác nhá. Thì sáng mai thì trung tâm sẽ gửi theo đường bưu điện để bác Hiếu nhận tại bưu điện luôn bác Hiếu nhá. Đấy, thì cũng xin một lần nữa được cảm ơn bác đã tin tưởng bên Phạm Quyết Audio. Đấy, các bác nào cũng muốn sở hữu với những dòng thương hiệu chính hãng của TG Acoustic thì alo cho bên Phạm Quyết Audio với số điện thoại 0325004686, hoặc là các bác có thể đến tận trung tâm để chọn cho gia đình nhà mình những cấu hình của TG Acoustic, những dòng sản phẩm chính hãng các bác nhé. Đấy, những dòng sản phẩm chính hãng đưa ra những chất âm thì sẽ không để các bác phải thất vọng. Và cuối cùng chúc các bác có nhiều niềm vui trong cuộc sống, gặp nhiều may mắn. Và em xin được tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.